Slow mo, ayy, switch blade on my body, private all in my pocket. Hit switch and get it dropping, got a 6-4 with hydraulics. Boom, now you doom, 24 karat, cover my tune. Chào các bạn nha, hôm nay mình lại làm món bún giò lợn nha, cùng với nấm hương này, đấy. Đấy, giò lợn đấy, cực ngon, đấy. Hấp dẫn, bún giò lợn nha, đấy. Nước sốt, gỡ ớt, tỏi, cà rốt, đấy. Quá ngon nha, đấy, các bạn nhìn đây nha, hấp dẫn chưa, ngon không? Let's go, xin mời các bạn nha, bon appetit. Chào các bạn nha, ngày hôm nay mình làm món gọi là bún giò lợn, đấy. Có cả nấm hương, nước sốt, đấy, cực ngon, đấy. Xin mời các bạn nha. Mình sẽ ăn món bún giò lợn này. Đây giò lợn này các bạn, đấy giò lợn này, đấy cực ngon. Đây là nước sốt, nước sốt gọi là ngâm hành, cà chua, tỏi, đấy, nước sốt đấy. Quá là ăn kiểu này ngon đấy, mời các bạn nha. Quá chi hấp dẫn, ngon quá các bạn. Tuyệt vời. Quá chi hấp dẫn, ngon. Nấm hương nữa. Quá hấp dẫn, ngon. Giò lợn này nè. Super. Ngon. Ngon tuyệt vời. Còn bún ngon nào các bạn ạ. Quá hấp dẫn nè. Đấy, thịt giò này. Linh, ngon. Chúc bài. Cả nấm hương nha. Thịt nhiều lắm các bạn. Thịt bát ngát luôn. Ngon. Quá ngon. Đây, nhiều thịt lắm các bạn. Đấy, thịt bát ngát này, thịt chân giò. Đã. Đã chưa? Chân giò ninh mềm ngon. Ngon. Đã. Đó, chân giò.
Lâu không ăn món chân giò này ngon. Quá đã luôn. Đấy, thì chân giò này các bạn, đấy, ngon chưa? Quá ngon, vừa ngon vừa cay. Chân giò. Thịt chân giò rất nhiều các bạn ha. Chúc bè các bạn. Bún chân giò ninh mềm ngon. Chúc bè. Đã. Quá ngon. Rồi, ăn cái toát mồ hôi các bạn. Nhiều thịt lắm. Các bạn.
hỏi bát bún to, bún giò. Món bún này ngon thật. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy đăng ký kênh Văn Thắng Francais Polo và chia sẻ với mọi người cùng xem. Cảm ơn các bạn đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ mình. Xin cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại video tới. Chào, tạm biệt. Bye bye.